Em hẹn với Thi đi. Anh muốn hôm nào chúng mình sẽ tổ chức một bữa ăn gia đình cho nó tình cảm nhỉ? Nghe ý tứ thằng Dũng thì cái Thi có vẻ chưa muốn đâu. Thì em cứ lấy cớ là vì công việc đi, nói là vì em Dũng. Em Dũng nó mới sang bên này làm việc, cho nên nó cần quan hệ tốt đối với đối tác. Mà qua những gì anh nói chuyện với Dũng ấy, thì anh thấy cái Thi nó rất giống bố, nó cũng biết tính toán thiệt hơn, cho nên là Thôi được rồi, anh cứ để từ từ em tính. ok. Em về nhé. ok. Đại ca, cần em thịt nữa không? Chào ông anh. Ông anh ngạc nhiên à? Lâu ngày không gặp, đối diện với nhau thế này hay hơn là cái việc ông anh cứ đi rình mò thằng này. Mày đến đây có việc gì? Tòa đã xử, án đã xong, mọi việc đã an bài. Ông anh đừng nghe lời cái thằng chiếm trọ, không xoay chuyển được đâu. Ý mày là sao? Ông anh nên rời khỏi đây. Này, mày có việc thì cứ đi đi. Tao tự lo được mà. Không có thằng Chiến, không có mày, tao vẫn sống tốt. Luẩn quẩn đây làm gì? Chỉ tại cái căn bệnh quái ác này nó hành hạ tao. Nhưng bây giờ thì tao khỏi rồi. Bố thì khỏi bệnh, có mỗi thằng con. Mà giờ này chết tâm chết rối ở đâu không thấy về. Ông lại cái tật đấy rồi, lẻm ba lẻm bẻm. Mày đi đi, nhớ xem có tin tức gì của nó thì nhắn ngay về cho tao nhé. Ông có thấy thằng Chiến nó giấu cái gì ở nhà không?